Phải bây giờ là xem như là căn nhà này đã bán chưa? Bán như thẳng như Sa Lộc rồi. À, bán rồi ha. Bà Đặng, bà mẹ anh nó có hay chưa? Bà không biết gì chứ. Không biết ha. Nhà tôi không biết gì hả bác? Đó, Cái thì nhà đó. tôi tài trả cất cho tôi trả tiền mà. Nhà tôi tài Bà trả không biết cất gì chứ chưa có ai hỏi mua chứ tôi á. Thôi bây giờ Nhà cái tôi chuyện này nè, đi vô nhà nói chuyện đi, la sùm nào không hay. Muốn biết á thì biết cho nó rõ, tôi tường tận luôn. À, tôi em giờ truyền tải là thôi, còn cái vấn đề là đã bán rồi hay chưa và ai giữ tiền rồi nọ đó, thì cái đó mấy anh em á phải có gặp mặt với nhau tự giải quyết, đúng không? mà giải quyết bây giờ nó trốn. Dạ thưa quý vị, thì bây giờ Phong đi qua đó, nhưng mà Phong này sùm dữ lắm à, nghe cái tiếng của ông Lộc nữa quý vị ơi. Mày bây giờ đó là hai mẹ con đang cãi lộn luôn. Thì Phong kiểu này nè, là Phong sẽ đứng bên nhà chị Hạnh á, xem mẹ con cử lộn như thế nào nha. Chứ thấy cãi lộn kỳ quá. Để qua đây đứng xíu nha. Con về con má thương quá. Thằng Văn nó đóng một tháng 1 triệu bạc cho má đó, không có tao đuổi nó đi không gài rồi. Nó lấy 4 triệu nó đóng một cho má một tháng 1 triệu một triệu bạc. Thì bây giờ chứ bố tha chứ người ta bán tử người bán đồ hết đi đi tha. Hình như chuẩn bị đi rồi, để Phong chặn con nói chuyện xíu rồi. Ủa? Dạ, ô, mình không. Ừ, đúng rồi, đâu hả? Đi đâu nữa rồi? Dạ, hả? Phong ơi, như cái trường hợp vậy rồi mình có thể nào bắt Văn được nha. Sao nói rồi? Tại vì cái nền nhà bữa hôm em không biết, nó dụ dỗ em bán là 400... đi như Sa Long lấy là 450 triệu đó, mà 440 triệu. Ừ, gạt lấy sạch đi sạch bách sao rồi. Thôi vô nhà đi, vô nhà đi, vô nhà nói chuyện. Xe đậu đây sợ. Nè nè, không mấy ngồi đây đi, ngồi đây đi. Rồi sao nói ra coi. Bây giờ nhờ anh Phong kêu nó trả số tiền lại. Có thể thưa nhà chính quyền chứ không có làm nó được không? Đúng rồi. Ngoài mặc áo vô đi ngoài. Nhưng mà ý anh sao nè? Cái nhà này bây giờ cũng như đương ở mà giờ nó dẫn em đi chống vụ bán. Ừ. Bán lấy tiền trực tiếp luôn. Yeah. Là 440 triệu. Yeah. Bây giờ nó đóng một tháng là 1 triệu bạc người ta mới cho ở. Còn đóng cho ông cái ông già năm á, ông già năm mà có vợ sốt xuất huyết ba tử chết thêm ngày đó. Yeah. Chết thêm 3 tháng dịch thêm 2 ngày đó. Yeah. Thì nó đóng ông nó làm một tháng 1 triệu bạc. Bây giờ em cũng như nhờ anh có thể là phối hợp chính quyền. Ừ. Thưa chính quyền để bắt đó. Bắt cái trong Trần Hoàng Văn á. Bắt đi cho bây giờ, nếu mà bắt bỏ tù không được hoặc là bỏ trả cái số tiền lại. Dạ, yeah, thì anh cứ việc anh trình bày đi, còn có vấn đề là đúng sai này nọ từ từ đi rồi bây giờ nó sẽ còn, rõ mà. Bây giờ nó còn giữ là đúng 300 triệu đúng. 300 ha. Tại vì nó đưa em đắt nhắc về mua đất không được. Ừ. Đó, em xài dưới ghế cũng mất mẹ hết trơn rồi. Thôi bây giờ nè, anh nói nó có khoảng nó ngắn quá đi, em chưa có hiểu. Thôi bây giờ nè, qua bên đây ngồi nói chuyện rành mạch rõ ràng với em đi, tại vì cái nhà nó làm sao rồi sao cho nó rõ luôn. Ngoại mặc áo vô đi ngoại, để phơi ở ngoài hả? Nhà ta không biết qua được không? À vậy? Không được không? À, không phải mình uống nước mà. Nhưng mà bữa nay về thăm mẹ hả? Đây này, em mới về, sẵn về về nhà ấy rồi, em về thăm chút xíu. Ừ. Dạ. Nhưng mà nó dẫn em đi vô cho Sa Lộc là bán. Yeah. Bán hồi tháng em đi là hình như là tháng 13 tháng dịch thêm 2 ngày đó. Yeah. Em đi vô chắc tháng 12. Yeah. Đó là 450 triệu mà bán là có 440 triệu à. Yeah. Rồi Sa Lộc mới đưa tiền trực tiếp cho ông anh luôn. Yeah. Đó, đưa cho ông Trần Hoàng Văn á. Dạ. Không, mà cái đó là đúng hay sai gì em chưa có rõ nha. Thì giờ anh nói thì em ghi hình thôi. Yeah. Đó. Tại vì lâu quá trời không gặp anh rồi. Bây giờ xem như là đúng sai thì cái đó để nữa. Còn anh Văn có gì anh phản hồi nữa.
thì không biết là anh nói đúng nói sai. Anh giờ anh trốn, anh gặp tôi cũng trốn, mà giờ con anh cũng trốn, rồi tới thằng cháu nội cũng trốn, Quyên Thiện cũng trốn, tới con Út cũng trốn, lần gái rồi tới Vũ nói nó không chỉ ba nó. Yeah. Nó không có chị ba nó. Nhưng mà bây giờ mà nó chán, nó cũng không có thiếu nợ ai chứ nó. Dạ ha. Bởi vì nó sống với chị Lan, là nó gạt cảm chị Lan cũng như là 100 triệu để lấy tiền nuôi heo. Nuôi heo giống á. Rồi đó rồi bà thấy khổ sở, bà mới không ở với nó. Bà Lan á, là tất nhiên là không có thiếu nợ gì bà hết trơn á. Bà mua 100 triệu để cho nó nuôi heo. Đó, tất nhiên là nó gạt em lấy sạch bách, giờ nền nhà này giờ của anh ta. Rồi tiền đó hiện giờ làm sao? Tiền bán ở đó là tiền ai giữ? Tiền đó thằng Văn nó giữ. Anh không có giữ hả? Dạ. 300 còn nó đưa lắc nhắc, nó còn 300 triệu đúng á. Ừ. Tại vì nó dụ em là đi, nó vấn đề mua đất là bỏ một bên đi. Rồi. Mua đất ở bên Cả Sắn chỗ cầu Vòng Cống đi xuống, rồi bên kia thì nhà máy. Rồi. Còn bên đây thì có cái nguyên cái nhà ta bán con giấy này, nhà đổ chậu á. Ừ. Rồi phía tay mặt này là chảnh, nó có hai công đất chỗ là cầu điện, hai cầu điện Bắc Nam á. À. Là được 300 triệu là được rồi. Ừ. Rồi mấy giờ sẽ đét mua thêm hai công đất nữa, là một công đất 250 triệu. Ừ. Hai công đất là 500 triệu. Mà như bà má nó, bà má của chủ của nhỏ gái đó. Yeah. Nó bà 500 triệu. Ừ. Nó cũng như là nó chở đi vòng để nó thủ tiêu số tiền đó. Nói chung là cũng như không đeo ôm vậy đó, cũng như chở mình đi vòng chơi vậy đó. Yeah. Để thủ tiêu số tiền đó, rồi mới tới trên xã Lộc An. Ừ. Xã Lộc An mới thủ tiêu số tiền nó được. Không phải bây giờ là xem như căn nhà này đã bán chưa? Bán thẳng vô xã Lộc rồi. À, bán rồi ha. Ừ, bà Đặng, bà mẹ anh á có hay chưa? Bà không biết gì chứ. Không biết ha. Ừ. Tôi không biết gì hết. Đó, thì đó. Tôi trả tiền nhà tôi. Không biết gì chứ. Chưa có ai hỏi mua chứ tôi. Thôi bây giờ cái chuyện này nè, đi vô nhà nói chuyện đi, la sùm nào không hay. Muốn biết á thì biết cho nó rõ tường tận luôn. Đó, em giờ truyền tải lại thôi, còn có vấn đề là đã bán rồi hay chưa và ai giữ tiền người nọ đó, thì cái đó mấy anh em á phải có gặp mặt nhau tự giải quyết, đúng không? Mà giải quyết bây giờ nó trốn. Nó trốn chức phát rồi. Ở Long Thành, Đồng Nai đó ha, là ngoài Sài Gòn. Nhưng mà nó trốn ở phường Bình Chánh. Nó phường Bình Chánh đó, chứ dân chúng đó nó không biết nó phường Bình Chánh. Yeah. Phường Bình Chánh. Hình như đường đi ra ngoài Nha Trang rồi đó. Yeah. Đi ra với Nha Trang rồi đó. Nghĩa ba Dầu Dây đi ra ha, ở chỗ Đồng Nai ha. Chắc Dòng Dây quá. Nói là phường Bình Chánh đó, chứ không phải là phường Bình Chánh Bình Thủy. Phường Bình Chánh Bình Thủy thì nằm ở phía bên bến đò Cát Lái. Đúng rồi. Nằm ở Long Thành. Còn cái này cái phường cũng phường Bình Chánh nằm ngoài Sài Gòn. Yeah. Chắc cái Dòng Dây đi lên chắc cầu cầu hầm Hủ Thiêm hay gì đó. Yeah. Lại đó là nó sống với con Dương Thị Ngọc Hương. Yeah. Là vợ của thằng Tấm Bới á. Yeah. Dương Thị Ngọc Hương vợ Tấm Bới sống ngay đó. Hình như chạy chiếc Ultimate đỏ, Ultimate màu đỏ đó. Yeah. Ultimate màu đỏ đó là con Hương chạy nhỏ lùng tệ chồng quay nhỏ cao à. Dạ. Yeah. Má của thằng Băng, má thằng Bảo. Yeah. Hình như bà già chồng của con Sương. Yeah. Đó, bây giờ nó giữ là còn 300 triệu. Ừ. Như nó dụ đi mua là bán được nhà là mua được 450 triệu mà lấy 440 triệu. Yeah. Đang mua 4 công đất. Yeah. Rồi nó chở em đi vòng cho 4 công mà nó không có mua. Ừ. Đang nó thủ tiêu số tiền đó. Rồi lên tới xã Lộc An á, nó với thằng Vũ con nó với Trần Hoàng Văn với con Dương Thị Ngọc Hương mới thủ tiêu số tiền em được. Nó cầm giấy là nó bán đất mà đất ngã ba Nhân Trạch đất. Yeah. Thiệt 10 triệu đất chứ không ai mua nữa. Những cái lời của anh á thì có như không biết đúng sai sao nha. Yeah. Nhưng mà cái đó là phải xác thực lại, cái đó nhiều khi phải có chính quyền ra nè, rồi cũng như có mẹ quyền, anh này nọ luôn có thì có vấn đề đó chính mới có làm nó được. Anh nói thì em tiếp thu đi, còn bây giờ á từ giờ là vô thăm mẹ chưa? Rồi cũng vô thăm rồi. Ừ. Mà anh biết sao đâu mà từ giờ có nó giải thích cho bà nghe chưa? Bả cái dạng bả vậy rồi, bả giờ bả như sủa như chó mà cái thằng nó không phải là con của bả. Anh Văn không con nữa hả? Không phải con. Chồng bà năm đầu. Vậy con của dòng trước ha. Dòng trước mà không phải con bả. Nói chung ra cũng như là bả nhỏ giờ bả nhận làm con, bả sinh bả lụm bả nuôi gì đó. Dạ. Yeah. Vừa đẻ có lụm có ha. Không có đẻ. Dọc dáng tương ta nó không có gì chứ. Con mẹ nó, bả nó không phải. Kìa mẹ bả hỏi gì kìa.
đi hôm gần đi làm trong ở trong vườn á, ở trong người ở nè, đi đi vô nói chuyện đi nè. Thuốc phải không, đi vô đi, em gửi cho hai gói thuốc hút nè, để xe nó lại đi. À, không mấy dẫn vô đi. Rồi. Rồi đi vô 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 đi ngoại. Đi, đi, đi vô. Xin, xin đồ ăn để người ta không, không cho người ta. Chắc con ơi. Lại bẩn đồ ăn giùm bà coi. Quý vị, đi đi vô đi, đi đợi. Để xe nó đợi đi. Có chừng chó kìa. Đi ngoại. Rồi vô nghỉ đi. Đi chống mặt rồi nói về nó làm cha. Đấy. Về đã rồi xin phèn. Ừ, đi vô vô nhà đi. Bây giờ thì ông đi nhờ.